Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 122. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Giê-ru-sa-lem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, tùy theo thường lệ truyền cho Israel, vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, tức là các ngôi nhà David. Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh trong các cung ngươi. Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, ta nói rằng, nguyện sự hòa bình ở trong ngươi. Nhưng vì nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Chương 14. Trong lúc đó, Abia, con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng, ta xin ngươi hãy trỗi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết người là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Shilo, tại đó có tiên tri Ahija, là đấng đã nói trước về ta rằng, ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt, và một bình mật ong. Rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Shilo và tới nhà Ahija. Vả Ahija không thấy được, bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng, kìa, vợ của Jeroboam đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đang đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahija nghe tiếng bước người thì nói rằng, hỡi vợ vua Jeroboam, hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? Ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng
ngươi không bắt chước David kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiên bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc đặng chọc giận ta, và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân, cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi. Vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả, vì trong gia quyến Jeroboam chỉ thấy nơi nó có chút lòng tốt đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tán lạc họ phía bên kia sông Cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Jeroboam đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa. Nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Người ta chôn nó và cả Israel đều than khóc nó, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tớ Ngài là Ahia đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm, đoạn người ăn giấc cùng các tổ phụ mình và Nadab, con trai người, kế vị người. Roboam, con trai của Salomon, cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh Ngài ngự tại đó. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người Juda cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Năm thứ năm đời Roboam trị vì, Shishak vua Ai Cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua. Người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy. Đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Các công việc khác của Roboam và mọi việc người đã làm đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Và Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau luôn luôn. Roboam an giấc với tổ phụ người và được chôn với họ tại trong thành David. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Abiam, con trai người, kế vị người. Chương 15. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam con trai Nebat, thì Abiam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người, và lòng người không trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người, như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì cớ David, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem,
lập con trai người làm kẻ kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hoài. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Và Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am đánh giặc nhau trọn đời mình. Các công việc khác của Abiyam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa. Abiyam và Giê-rô-bô-am cũng đánh giặc nhau. Abiyam an giấc với tổ phụ mình, và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20, đời vua Giê-rô-bô-am là vua Israel, thì Asa lên ngôi làm vua Giu-đa. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người tên là Ma-a-ca, con gái của Abishalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Ma-a-ca bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tạc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Xết-rôn. Xong, người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Giu-đa và Ba-ê-sa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba-ê-sa, vua Israel đi lên đánh Giu-đa, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Giu-đa không ra vào nơi Asa, vua Giu-đa được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến Ben-Hadad, con trai Táp-ri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Syria ở Đa-mách mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với Ba-ê-sa, vua Israel, để hắn gian xa ta." Ben-Hadad nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Aben-Bet-Maka và cả xứ Kinnerot với xứ Nephtali. Ba-ê-sa hay được điều đó, liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại Tiệt-sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Giu-đa, không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba-ê-sa đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Gê-ba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của người, mọi việc người làm và các thành người xây cất đều đã chép trong sử ký của các vua Giu-đa. Khi người đã già rồi thì đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành David tổ tiên người. Giô-sa-phát, con trai người, kế vị người. Năm thứ 2, đời Asa, vua Giu-đa. Nadab, con trai Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Ba-ê-sa, con trai Ahiya về nhà Isaka làm phản người. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibethon vốn thuộc về dân Philistine, thì Ba-ê-sa giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ 3 đời Asa, vua Giu-đa, mà Ba-ê-sa giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua, thì giết hết thảy người thuộc về nhà Jeroboam, không để sót một ai, đến nỗi đã diệt hết trong nhà Jeroboam, theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ahiya, kẻ tôi tớ ngài ở Shiloh mà phán ra. Ấy vì cớ tội lỗi của Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Jehova Đức Chúa Trời của Israel. Các công sự khác của Nadab, mọi việc người làm,
đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Và Asa vua Juda và Baesa vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Năm thứ ba đời Asa vua Juda thì Baesa con trai Ahia lên làm vua cả Israel. Người ở tại Tiệt Sa và cai trị 24 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Chương 16. Bây giờ lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jehu, con trai của Hanani, nghịch cùng Ba-e-sa mà rằng: Ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Song ngươi đã đi theo đường của Jeroboam, xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhưng vì cớ ấy, ta sẽ quét sạch Ba-e-sa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam con trai của Nê-bát vậy. Phàm kẻ nào thuộc về Ba-e-sa chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của Ba-e-sa, những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Ba-e-sa an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Tiệt Sa. Ê-la con trai người kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri Jehu con trai Hanani mà phán nghịch cùng Ba-e-sa và nhà người. Chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của Jeroboam, mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy. Năm thứ 26 đời Asa vua Juda thì Ê-la con trai Ba-e-sa lên làm vua Israel. Người ở tại Tiệt Sa và cai trị 2 năm. Simri kẻ tôi tớ Ê-la làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ê-la ở Tiệt Sa uống say sưa trong nhà Ạc-sa là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người, nhằm năm 27 đời Asa vua Juda và cai trị thay cho người. Sảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua thì người giết hết thảy nhà Ba-e-sa, chẳng để lại một nam đinh nào hết, hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy. Vì các tội lỗi mà Ba-e-sa và Ê-la con trai người đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên Simri diệt hết cả nhà Ba-e-sa, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Jehu là đấng tiên tri mà phán ra cho Ba-e-sa. Các công việc khác của Ê-la và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Năm thứ 27 đời Asa vua Juda thì Simri lên ngôi làm vua 7 ngày tại Tiệt Sa. Bây giờ quân lính Israel đang vây Gibethon là thành vốn thuộc về dân Philistine. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó trong dinh, cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gibethon đi lên vây Tiệt Sa. Sảy khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết, vì những tội lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri, sự người làm phản, đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Bây giờ dân Israel chia làm hai phe, phe này theo Tiếp-ni con trai Ghi-nát và muốn lập người làm vua, phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng hơn phe theo Tiếp-ni con trai Ghi-nát. Vậy Tiếp-ni chết và Omri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Juda thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Tiệt Sa. Đoạn người mua hòn núi Samari của Sê-me giá là 2 ta lân bạc. Trên núi ấy người cất một cái thành lấy tên Sê-me là tên chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiên bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam,
con trai của Nebat phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho dân Israel can phạm, và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Omri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Omri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asa vua Juda thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel, con gái Ết-ba-anh vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hien ở Bethel xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.